sinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Chỉ tâm đảnh lễ tầng hư không biên pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Đông Phương giáo chủ Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thập Phương Thanh Tịnh Đại Hài Chúng Bồ Tát. Kính mời đại chúng mở Kinh Pháp Hoa trang số 8, phần nghi thức trì tụng. Toàn thân đã
Phẩm Thường Bất Khinh thứ 20, page 307. Đặng công đức như trương đà nội bắn tay mũi lưỡi thân cùng ý thanh tịnh như có người nói lời thổ án bắn giết chê bai mắt tội bao. Đà nội đăng đại thế về thọ xưa quá vô lượng vô lượng
biên bất khả tư nghị vô số kiếp có Phật hiệu là Hoài Âm Vương. Ứng cùng chánh biến tri minh hạnh tốt thiền thề thề giác dài vô thương sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư Phật. Tên là Ly Suy Nương Đo, tên là Đại Thành Đức Quay Âm Vương Phật. Trong đời có vị hàng trời người A Tu La mà nói pháp, cầu thanh văn mà nói pháp tư để thoát khỏi sanh già bình chên rốn ráo niết bàn. Vì người cầu bích chí Phật mà 12 nhân viên gì các Bồ Tát nhân vô thường chanh đăng chanh giác mà nói sao pháp ba la mật rộn rào. Đặng đại thế đứng Hoài Âm Vương phần đó đâu lâu 40 vạn ức na do tha huyết bằng hằng trù ở đời kiếp số như vi trần trong một diêm phù đề tượng pháp. Trù ở đời kiếp số như số vi trần trong bốn châu thiên hàm. Chúng sanh về sau mới diệt độ, sau khi chánh pháp tượng pháp diện hết trong cõi nước đó lại có Phật ra đời cũng hiểu là Oai Âm Vương Như Lai. Minh hành túc thiền thề thể gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật thể tôn cư thư lớp như thềm. Điều đồng môn hiểu đứng Hoài Âm Vương Như Lai đều lát diệt đồ rồi sao lúc chánh pháp đà diệt trong đời tượng pháp nhưng tỳ khéo tăng thường mang. Bây giờ có vị Bồ Tát tên tỳ khéo tên thường bất khinh đắc đài thể vì cớ gì tên là thường bất khinh vì vị tỳ khéo đó phàm. Tỳ kheo ni u vu tào tu bà di thầy điều lễ lại khen ngợi mà nói rằng tôi rất kính quý ngài chẳng dám khinh mang. Điều tu anh đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển chỉ đi lễ lại nhận đến xa thấy hàng. Cùng cổ qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng tôi chẳng dám kính quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật trong hàng tư chúng. Tình sanh giận hờn buông lời ác mắng nhiếc rằng ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây tự nói ta chẳng kính ngài mà thọ kỳ cho ông. Chúng ta chẳng dùng lời thọ kỳ hư dối như thế, trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc chẳng sanh lòng dân ơn, thường nói ngài sẽ làm lùng nhượng quăng lấy gậy cây ngôi đã để đánh em mong liền chạy tranh đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng ta chẳng dám khinh quý ngài. Thành phần bởi ông thường nói lời đó nên nàng tăng thường mạng tỳ kheo ni u bà tắc u bà di gọi ông là thường. Lụng làm trên nơi vừa hư không nghe tròn 20.000 muôn ức bài kệ kinh pháp hoa của Đức Hoài Âm Vương phần đã nói thở trước nghe xong đều. Liền đăng nhãn căn thanh tịnh nhi tỳ thiệt thân cùng nghĩ căn thanh tịnh như trên đằng sau căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm 200 muôn ức. Rồng vì người nói kinh pháp hoa đó lúc đó hàng tăng thường mạng tỳ kheo ni u bà tắc u bà dĩ khinh tiền. Tên bất khinh này thấy vì đó đăng sức thần thông lớn sức nhau thuyết biện sức đại thiên tịch nghe vì đó nói pháp điều tinh phục. Vì Bồ Tát đó giao hóa nghìn vô
khiến trụ trong chánh hướng tăng đằng chánh giác sau khi mạng chúng gầm. Huệ lạc minh ở trong hoa môi đó, nghe nơi pháp hoa này vì dưỡng duyên đó lại gặp hai nghìn đức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương. Đừng quản đó thọ thì đông tùng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này. À, bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt đắc đại thế vì thường bất khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu đức Phật cùng kinh tôn trọng ngời khen trong các cõi lành lúc sau lại gầm nghìn muôn ức Phật ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh điển này đức thành tựu. Đàn đại thế ông nghĩ sao thường bất khinh Bồ Tát thọ đó đâu phải người nào là chính là thân ta nếu ta ở đời trước chẳng tụng kinh này vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau đằng vô thượng chánh đằng chánh giác vì ta ở chỗ các đức Phật thọ trước thọ trì. Vì người khác nói nên mau đặng vô thượng chánh đặng chánh giác đắc đại thế thở đó buông chúng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di. Hình tiện ta đến trong 200 ức kiếp thường chẳng gặp Phật chẳng nghe pháp chẳng thấy tăng nghìn kiếp ở địa ngục á tỳ chiều khổ nào lớn hết tội đó rồi. Giờ giáo hoa vô thượng danh đằng chánh giác đăng đại thế ông nghĩ sao buông chúng thường khinh vì Bồ Tát thọ đó đâu phải người nào làm là Bạn Đà La Ma 500 vị bọn tròn ông sư tử nguyệt 500 vị tỳ kheo bọn ông ni tư Phật 500 ưu bà tắc đều bất thối truyền. Chánh đăng chánh giác đăng đại thế phải biết kinh pháp hoa này rất lợi ích phát vì đại Bồ Tát có thể làm cho đến đời đạo vô thượng chánh đăng. Các vị đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì độc tùng giải nói biên chép kinh này khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại ở trên. Thọ quả cứ có phận hiệu là Hoài Âm Vương sức trí thần thô lượng diệu dắt tất cả chúng hàng trời người long thần đều chung nhau cúng dường. Lộn nói muôn dân anh có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh bây giờ hàng tứ chúng chấp mê nơi các pháp Thường Bất Khinh Bồ Tát. Lại vì hán ơi rồng nói kinh pháp này các chúng chấp nơi pháp đều nhờ Bồ Tát đó giao hoa đăng thành tựu khiến trụ nơi Phật đạo. Cầm vô số đức phận vì nói kinh này vậy đặng vô lượng phước đức lần lần đủ công đức mau chứng thành Phật đạo thở đó thường bất khinh thời chính vàng. Thì ai những người chấm nơi pháp thể thường bất khinh nói Ngài sẽ đăng làm Phật do nhờ nhân duyên đó mà gặp vô số Phật. 500 chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng thanh tinh nam tử thời nay ở nơi nước ta nghe kinh pháp hoa đó ta ở trong đời trước khuyến những người.
lâu lắm mới nghe đặng kinh diệu pháp khóa này trời ưng ức muôn kiếp cho đến bất khả nghị các đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này cho nên người tu hành nghe kinh pháp như thế chớ sanh lòng nghi hoặc nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này đời đời đặng gầm Phật thành Phật đạo. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm Như Lai thần lực thứ 24 lung bây giờ Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó đều ở trước Đức Phật một lòng chắp tay chiêm ngưỡng mà bánh cũng vẫn rằng Thế Tôn sau khi phần diệt đồ ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ chúng con sẽ rồng nòi vì sao chúng con cũng tự muốn đặng pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì đốc tùng dạy nói biên chép mà cúng dường đoan ở trước ngài văn thù sư lợi vân vân vô lượng trăm nghìn muôn ức vì đại bồ tát cụ trụ ở nơi khỏi ta bà và các tỳ kheo U ba tắc u bà di trời rồng giả xoa càn thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân trường đàn cả chúng hiện sức thần thông lớn bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế tất cả lồ chân long phóng ra vô lượng đủ màu sắc thải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây bao cùng lại tượng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng lung đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật dưới cây bao hiện sức thần thông mang trăm nghìn hoàn nhiệm tương lưỡi đồng thời tầng hắn cùng chúng khải mong tay tiếng vạn đó khắp đến còi nửa của các đức Phật trong mười phương đất đều sáu điều trời đồng già xóa gan thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân nhờ sức thần trong gọi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ưng can đức Phật ngồi trên tòa sư từ dưới những cây bao và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai ngồi trên tòa sư từ trong tam bảo lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vì đại Bồ Tát và hàng tư chúng cung kính vây quanh Đức Mâu Ni Phật đã thấy thế rồi đều rất vui mừng đặng chưa từng có tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng nghìn muôn ưng vô số nước có nước tên ta bà trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh đại thường và Bồ Tát Pháp Vân số niệm các ông phải tâm tâm tùy hỷ cùng đến lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật các chúng sanh giờ không rồi chắp tay xoay về gọi ta bà nói thế này Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật dùng chùi ngọc phan lòng và các đồ trang nghiêm nơi thân những vật tốt bằng trân báo đều đồng vối rải vào cõi ta bà các vật rải đó từ mười phương biển thanh màn bao rung khắp trên các đức Phật ở trong đây bây giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật khi đó Phật bảo
tạng đại thân lực vô căn đức phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị. Như thế nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức, vì để chúc lụy mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Nói tóm đo tất cả pháp của Như Lai có tất cả thần lực tự tài, cả đảng bi yêu của Như Lai tất cả viện rất sâu rồi. Như Lai điều tiếng bài nó nói trong hai cạn ông sau khi Như Lai diệt đồ phải một lòng thọ trì đọc tùng giải nói biên chép đúng như lời nói mà tu hành cõi nước chỗ nào. Trì đồng tùng giải nói biên chép đúng như lời nói mà tu hành hoặc là chỗ có quyền kinh trong vườn. Hiện vô lượng thần lực tương lợi đến phạm thiên thân phong vô. Vì người cầu phần đạo huyệt hiện vĩnh có này tiếng tầng hẳn của Phật cùng tiếng khai móng tay khắp vang mười phương còi. Sau khi phần diệt độ người trì được kinh này các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực vì chúc lụy kinh này khen ngợi người. Ở trong vô lượng kim vẫn còn chẳng hết được công đức của người đó vô biên vô cùng tận như mười phương hư không chẳng thể đặng. Người đi được kinh này thời là đã thấy ta cùng thấy Phật đã bảo và các Phật phấn thân lại thầy. Càng Bồ Tát người trì được kinh này khiến ta và phấn thân Phật đã bảo diện độ tất cả đều vui mừng mười phương Phật hiện tại cùng. Cùng này cùng cung dương cùng khiến đặng vui mừng các Phật ngồi đảo tràng pháp bi yếu đà nẵng. Người trì đọc kinh này lâu cùng trì được kinh này nơi nghĩa của các pháp danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tầng như gió trong hư không tất cả không chướng ngại. Biện kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đề theo nghĩa nói như thật như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tâm. Hãy dừng tội chúng sanh dạy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ nhất thừa cho nên người có trí công. Lời này sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này người ở quyết định không có nghi nam mô pháp hoa hồi thượng phật tạng nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát. Đại chúng mở 427 427 Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh.
thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhưng thiếu khổ anh xa lời tự sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tức thị không thọ tưởng anh thứng diện cũng như thị xa lời từ thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giam sáng vô thọ tưởng anh thứng vô nhàn gì thị thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt này chỉ vô lão tự diệt vô lão tự tâm vô khổ tâm diệt đạo vô trí diệt vô đắc dị vô sơ đắc cố bồ đề tác đòi ban khổ tâm vô ái ngại vô ái ngại khổ vô hữu khủng bố viễn ly điên đạo mộng tường khu gánh niết bà nam tê chư phật y bát nhà A đậu đa la tam miêu tam bồ đề hộ trì ban nhã ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ dư bằng ngự hộ thiên ban nhã ba la mận đa chú thân thiên chú biên đề yên đế ba la yên đề ba la tăng yên đế bồ đề tác bà ha yên đế đề bà la tăng yên đế bồ đề tác bà ha yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tác bà ha vạn sanh quyết định chân ngôn nam mô a di đà già đa điện già tha a di đà đô ba tỳ a di đà đa tăng đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ ca lăng đa già di đà ta ba nam mô a di đà ba già đa tha già đa già đa di già tha di đà đô ba tỳ a di đà đa tăng đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca Ya da di da ga le ta ba nam mô a di đà ba ya da tha ya da di ya tha di đi đô ba tỳ a di đi đà nam ba tỳ đề a di đi đà ga đà ya di đi ya ya na di đà ga ta ba khe thù tây phương an lạc tiếp dần chúng sanh đại đạo sư ngà kim phát nguyện nguyện vàng duy nguyện từ bi ai nhiễm thọ ngà kim phổ vị tứ ân tam hồ cầm chúng sanh cầu chư phật nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố chuyên tâm trì niệm phật đức hồng danh ki sanh tịnh độ duy nguyện từ phù a di đà phật ai lân nhiễm thọ từ bi gia hộ a di đà phật thân kim sắc tướng hào luân bánh nào uyển chuyển ngũ tu di cam mục trường thanh tứ đại hài quang trung hóa phật hòa bồ tát chúng diệt phổ biến tư tâm ban nguyện độ chúng sanh cựu phẩm hàm linh đăng bi ngàn nam mô làng đề giới đại từ đại bi tiếp dân đạo sư a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô a di đà phật 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 nam mô Bồ Tát nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô. Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải. Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Bồ Tát. Ngã Kim Phùng Hiến Cam Lộ Vị Lương Đặng Tu Di Vô Quá Thường Sắc Hương Mị Vì Biến Hư Không Duy Nguyện Từ Bi Ái Nam Thọ. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Phổ Cúng Dường. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Từ Quý Ấy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thường y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển y tăng, xin nguyện chúng sanh thông ly đại chúng hết thảy không ngại trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn hòa xin chứng nên. Nam Mô Thầm Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Ta Bà Thế Giới Giáo Chủ Thuyết Pháp Độ Sanh Thích Ca Từ Phu Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Vừa rồi bao nhiêu công đức bấy nhiêu hương hoa thành kính thiết tha dâng lên Tam Bảo. Chúng con một lòng thanh tịnh thân khẩu ý trang nghiêm quy hướng đạo tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ cùng vô lượng vô số chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng cúng dường trì tụng kinh chú xưng niệm hồng danh nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc mưa hòa gió thuận đất nước bình an người người hướng thiện tu tâm làm quan huy quốc tồn. Nguyện cho nạn dịch COVID-19 sớm được tiêu trừ, người người an cư lạc nghiệp chốn chốn bình an vô sự. Lại nguyện kỳ siêu ân linh tân hoa cố Phật tử thở bà di giới pháp danh nguyên hương thế danh la thị trong qua vạn ngày 20 tháng 4 nhường năm canh tí tại Việt Nam hưởng thọ 77 tuổi
Thử hồi ương kỳ siêu ương linh mai Philip thượng thọ 77 tuổi lễ đình tân pháp danh hành đức trần thì mộng hằng tổ châu thanh duyên huỳnh thu ngân phàm thì nghi trần văn hớn nguyên thì bổn pháp danh diệu tinh nguyện thì bội dung pháp danh ân ngọc trang nguyệt tất cả hướng linh trưởng nhờ tam bảo lực thính pháp văn kinh nghiệp trưởng tiêu trừ siêu sinh tình đồ thử hồi ưởng kỳ an tỳ kheo ni chân phước hài thể danh bùi thị sương tình chư phần từ lưu ai hoa pháp danh tịnh lộ tôn nữ chậu anh tôn nữ minh triều huỳnh phước lộc trương quý tấn trần thoại nga tình ngưỡng phan ngọc hân lê đoan luân thanh siêu lễ thiền hồn nguyện với mái cổ tuệ minh đan hồng danh philip tuệ thống lý nguyện hồ phong giao dương ngọc giang từ phương nguyện ưu sĩ nguyện văn chương hồ viết trân phàm hoàng dung viết giang thiện dương kim đạt phổ nguyện trần thánh sống hoàng đi sử diêu tương trần hoàng chướng trần quán khai nguyện phương sẽ linh diệu an nguyễn thanh khiết hoàng tài nguyễn lý tường quẩn nguyễn trang nguyễn ngọc anh nguyễn hoa lâm thị bút diệu thanh nguyễn thị niết nguyễn xào nguyễn thú cúc diệu hương nguyễn thị mai diệu lan nguyễn thị anh ngọc diệu trang nguyễn ngọc minh minh quang nguyễn ngọc thu minh đức nguyễn tường anh tĩnh năm thường đăng mong tuyền lũ bích tha tư liệu huỳnh dũng nguyễn phi thị bút diệu lan nguyễn thị phương nguyễn diệu thuần Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Vương Đạo Diệu Yếu Hồ Thánh Điện, Nguyễn Ngà Thị Phương Ngọc Diệu Bích, Trần Đại Hiền, Trần Đại Hiền, Trần Mỹ Vương, Nguyễn Số Ba, Nguyễn Nô Hồ, Mã Gia Hồ, Lì Lâm Lộ Hồng Lan, Phước Ngọc Hựa Thục Linh Phán Ánh Trường, Nguyễn Đình Nguyễn Bình, Nguyễn Đai Anh Diệu, Mai Nguyễn Đức Ngà Minh Đức, Huỳnh Đức Tùng, Huỳnh Trà Mỹ Tĩnh Nguyễn Huỳnh Diệm Mỹ, Trần Hà Nguyễn Huỳnh Diệm Châu, Nguyễn Phước Lưu Minh Cần, Nguyễn Huy Long, George Morris Bách Thanh Hiền, Chim Sen Nguyễn Thị Tĩnh, Sanna Loro Khi Trong, Phó Trong Peter Vương Huệ, Vương Vương Hào, Vương Huệ Lai, Hồ Chỉ Hiền, Đoàn Đình Hải, Đoàn Thị Nam Huệ, Đoàn Thị Nam Hồng, Võ Văn Nguyên Thiên Chức, Võ Nguyên Thùy Thảo Diệu Thuận, Nguyên Thị Bé Diệu Vũ, Nguyên Tân Trung, Nguyên Thị Phi Ma Linh Ý Từ Thoại, Nguyên Thanh Tân Tân Christy, Nguyên Thị Tôn Trúc Tài, Nguyên Phan Thị Ngâm Trần Cùi Lễ Thị Năm Từ Tấm An, Nguyên Thị Diệu Hành, Mai Thị Phan Thị Mai Ngọc Giả Khánh Liên Trần Đại Nguyên Thị Hòa Phó Đức An Phan Thị Ngân Diệu Lý Diệu Vinh Lý Lê Ngọc Hiệu Nguyên Hữu Giang Phổ Sơn Châu Thục Linh Lê Tú Như Nguyện Thái Hòa Bảo Hoàng Nguyện Hoàng Như Phương Nguyện Lê Hoàng Lóng Nguyện Thị Nhung Diệu Lan Lê Thiền Diệu Chân Vũ Khánh Đạt Huệ Hoàng Vũ Khánh Trang Phạm Điều Cục Phước Thu Lưu Kim Luân Tuệ Nhân Thiện Tất Tâm Huy Nhuận Bào Trúc Ma Ly Lục Từ Ảnh Ly Rô Sơ Lục Phạm Thanh Ân Đế Vích Phạm Thanh Ân Khá Rinh Phạm Thị Thu Thảo Diệu Thu Quỳnh Thị Cuộc Diệu Hướng Như Trần Quảng Tuấn Tuệ Toàn Đức Dương Trần Dương Terence Trần William Minh Thiền Trương Thả Thái Trường Quang Minh Đăng Lưu Thủ Lan Diều Huệ Thái Cẩm Xuyên Nguyện Thị Bảo Ngọc Nguyễn Thị Phúc Diệm Hương Quang Nhò Lê Anh Vân Nguyễn Nhật Quang Trắc Linh Lê Phát Đạt Quỳnh Quý Khải Hình An Lê Vò Thị Bê Như Ngọc Nguyễn Lạc Hồng Nguyễn Văn Đành Nguyễn Lệ Lưu Minh Hiếu Lâm Văn Đức Vương Thế Hồng Nguyễn Thị Đâu Hoàng Trực Nguyễn Phan Thị Giữa Hoàng Trung Nguyễn Thu Hồng Rosy Pháp Danh Ngọc Mỹ Đằng Đằng Tất Cả Chư Thiện Nam Tín Nữ Phần Tử Xa Gần Trường Nhờ Công Đức Thân Tâm An Lạc Bệnh Tật Tiêu Trừ Nghiệp Trưởng Tiêu Tán Quyến Thuộc Bình An Các Tường Như Nguyện Hiện tại đệ tử chúng con ba tháng an cư tinh tấn tu học giới thể châu viên nội ma không nhiều ngoài chướng tìm tiểu trí tánh thường minh. Bạc nhà hoa khai đạo tâm bận thôi phổ nguyện thiền bổ nghiêm tình đài chúng an hòa. Thị chủ đàn na tăng long phước thọ ẩm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đồng thành
Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật Đạo. Xin mời đại chúng xả chân, please stretch out your legs. Đệ tử chúng con nhớ cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ Tam Bảo trong mười phương. Đệ tử chúng con nhớ sư trưởng giáo huấn, chư vị tinh thí đàn na cúi đầu kính lệ Tam Bảo trong mười phương. Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo trong mười phương. Như là Phật, kính thưa đại chúng, xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi thời kinh sáng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày an lạc và xin hẹn gặp lại chiều nay lúc 6 giờ trong giờ học Phật Pháp. Sáng hôm nay ở trên tu viện Tây Thiên, trời mưa, mát lạnh, và đại chúng giữ tâm thanh tịnh, một ngày an lạc. Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái lớp học của chúng ta. Nơi nào quý vị đang là ban đêm thì có một buổi tối an lành. A Di Đà Phật.